Hai chào anh em chị ở lớp mình là từ lũ 98, rất vui quay trở lại bạn là trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình phải nói luôn là anh em nào muốn mua ác ngon chất lượng cao giá rẻ thì inbox với mình ngay lập tức, ngay khi đọc đến xem đến đoạn này đi. Vì đây à, phải gọi là giá siêu rẻ, siêu ngon và là siêu chất lượng các bạn ạ. Cái tên Kumatong này có vẻ là không xa lạ với những anh em nào đã từng chơi ở server 60 hoặc là hay theo dõi kênh YouTube của mình. Chủ ác này thì mình nói luôn chính là ông Kumatong của bên S60 chơi đấy. Nhưng mà tức là ông ấy nghỉ S60 vì dính bận việc các bạn ạ. Đấy, nghỉ tầm được khoảng độ 2 tháng thì rảnh lại, lại mua được này. Ông chơi hình như cũng được phải gần 2 tháng. Đấy, lại bận lại bán. Rồi, mỗi lần bán là lỗ mất tiền triệu ấy các bạn ạ. Thật sự các anh em nào mở tra ạc này thì nó sẽ là ạc à. Ngày xưa mình đang bán là ạc top 1 S56 đấy. Mình không nhớ chính xác là tập bao nhiêu. Đấy, nhưng mà anh em tra thì các anh em sẽ biết là lúc trước giá cả của nó như thế nào, lực trước đội hình nó như thế nào so với bây giờ. Các bạn thấy là nó không có sự gọi là sai khác đâu các bạn nhá. Siêu lợi tức vẫn đào hoàng tử tế đúng không? Đấy, để các anh em nhìn nhận. Đội hình thì có thay đổi so với ngày xưa, đó là lấy Elizabeth về. Thật sự tất nhiên nó sẽ là con hồn hổ và là rất phù hợp với team. Ít nhất là phù hợp hơn với con Mukai 4 sao hoặc là con Khaled hay là con Kula. Đấy là cái điều mình có thể khẳng định chắc chắn. Hiện tại bây giờ còn rất nhiều tư chất 14 và cả 15 để các anh em có thể tự tin là nâng duyên cho rất nhiều các võ sĩ khác nhau. Lấy Elizabeth về mình nghĩ là một sự lựa chọn vô cùng thích hợp với team sáng thế hổ. Elizabeth không chỉ hồn hổ mà còn vệ, mình theo mình là còn vệ hỗ trợ team tốt nhất hiện nay. Hỗ trợ tôi nhiều so với Magaki. Magaki thì là đơn lẻ thôi, chứ không có sự hỗ trợ. Magaki cũng không khắc chế được ghi tư chất 15. Ở này chỉ có mỗi Elizabeth thôi. Đấy, với cái khiên của nó thì cùng lắm là ghi chỉ có thể phá khiên chứ không thể động đến một giọt máu của võ sĩ, chứ đừng nói là có thể gọi là giết được võ sĩ đúng không, đặc biệt là kể cả trong những lượt đầu tiên. Ok, không đi vào những cái vấn đề lèm bèm nhiều nữa, mình sẽ đi tiếp vào đội hình, sau đó thì còn check rất nhiều các thông số của ạc nữa để anh em có một cái nhìn nhận đầy đủ nhá. Thứ nhất là dàn võ sĩ trong đội hình chính, các bạn cùng theo dõi. Bạn dùng hai tanh là Elizabeth và Omiarugo. Trong tương lai thì mình nghĩ sẽ thay thế dần thôi. Ví dụ thay thế Omiaru có thể là con Shun A chẳng hạn. Mình nhớ qua một võ sĩ hồn hổ cực kỳ mạnh. Vẫn còn một con hồn hổ nữa cơ. Ngoài Shun A mình nhớ vẫn còn con nữa. Hay các anh em nào chơi hổ thì nghiên cứu thêm tiếp tục nhá. Chứ thực sự thì mình không phải chuyên môn sâu về hổ nên là mình cũng không nhớ nhiều lắm. Thật sự không có nhiều kinh nghiệm lắm. Hay à, cà phê anh cũng đã cùng trách môn và nhanh chóng. Đây là lục môn của Instinct. Cào pha là nó ra pha đấy đấy các bạn ạ. Mình xiếc lại lục môn nhé. Và đây là lục môn của As, lục môn của Terry 2K3 và cuối cùng là tứ môn của cà phê. Viện trợ cà phê đã ra mắt rồi nên tương lai mình nghĩ rằng anh em có thể đưa ăn cà phê nào vào vị trí viện trợ cũng rất ổn đấy. Đây là Elizabeth võ sĩ mới nhất hiện nay, nó chưa cho phép nó lên nhị môn, chứ còn thực sự ạc này thì các anh em yên chí là không có thiếu đồ nhá. Mày vẫn đang còn 187 mày, thoải mái để nâng môn cho Elizabeth. Và đây cũng chỉ là vòng 1 thôi. Và các bạn nhìn thấy lượng kim cương vẫn còn tới hơn 50k kim cương. Để các anh em thoải mái âm mưu gì cũng được. Lớn bé được hết 116 mảnh Omiarugo và đã qua nhị môn. Rồi, các võ sĩ bên dưới mình không check sâu sắc lắm đúng không? Qua loa thôi. Đấy, chủ yếu là lăng hội lại lên nhị môn để kích duyên ngầm các bạn ạ. Duyên ngầm võ sĩ yêu cầu là nhị môn. Ok. Về túi đồ đúng không? Sau đó check trong đầu trường. Áo này thì vẫn chắc được trong top 3 các bạn, chính xác top 2 nhé. Top 2. Còn top 1 thì hên xui vì bây giờ thì còn ghi nhiều lúc là nó điên điên này, nó cắn chết hết các bạn ạ. Đấy, thời này đang là thời của ghi mà các bạn. Lên đội hình này đang chơi trong thằng hổ nên là có tỷ lệ top 1 top 2 thôi chứ không chắc chắn 100% các anh em nhá. Đấy, ok. Rồi chúng ta cùng ngó trong uy lực trước, sau đó đấu trường sau. Ác thì top tất nhiên là top 1 và uy lực và là võ sĩ mạnh nhất hiện nay cũng là con Instinct của bên mình đúng không? 391.000 lực chiến. Ác là server số 56 các anh em nhá. Đấy. Rồi, ca phẩy của bên mình cũng là con khỏe nhất đúng không? Rồi ok, lục môn rồi mà các bạn. Có uy lực là U này, 42.000 uy lực, chúng ta xem có ai vượt qua là con số 42.000 này không? Có lẽ là không đúng không? Ác này ở chung tay Kumatong này chơi từ bên S60 thì biết là chơi kinh rồi. Nên thành ra là lấy ác top về thì nó chỉ có top tiếp thôi chứ còn đầu khó mà bị sụt ạ. Bận cái ông ấy cái gì nhỉ?
cho ra đi ngay. Đấy, tức là gần như là không để nó phí phạm các bạn ạ. Chơi tử tế là nó sẽ khác. Rồi, chúng ta cùng check trong tốc độ chưa. Hơi làm tiếp một tí là ba kỳ đánh hết bất cả 10 trận rồi. Nên thành ra mình không đánh trực tiếp cho anh em được. Thôi xem một trận và đánh một trận với Mr. Nam nhá. Đấy, nó có tỷ lệ các bạn ạ. Đấy, bên mình nhá, là hơn Vi Lùng 100% rồi. Mình đánh với Paul Game đi. Vì Paul Man là cái người mà sát với mình nhất đúng không? Về cả lực chiến lẫn uy lực. Meta của Paul Man dùng là Long Hổ. Hổ Long Hổ. Rồi, chí mạng cũng khá ghê gớm. Feta thì cũng là Long Hổ. Sáng thế Hổ thì có hai cái là chí mạng. Mình chơi cái mạnh nhất của nó là chí mạng. Formen thì cũng không có ghi từ chất 15. Thực ra các server mới ấy, các bạn ạ, thì ngoại trừ ai chơi team gấu nhá, thì thường thường ít rất ít từ chất 15. Mà gấu cũng ít luôn các bạn ạ. Mình chơi server cũ ấy. Mãi sau này các hội server mới thì người ta mới hay chơi ghi từ chất 15. Server mới các top thì các bạn toàn thấy Hổ là chính nhá. Hổ gọi là sau này sẽ là tứ hồn, rồi sẽ là Hổ. Của Formen cũng là Hổ. Rồi đây là lục môn của As. Sút phát gần chết thằng Terry 2k3. Hình số gần chết thằng Istik. Rồi đây là lục môn của Istik các bạn. Cao phát chết tươi. Mình không nhìn rõ là 2 triệu hay là 23 triệu nữa. Đấy, các bạn nhìn thấy tỷ lệ trí mạo kinh khủng khiếp đúng không? Lục môn biết nó ngon lành rồi. Đấm dã man luôn. Ở hiện nay bên Feta đang có hai võ sĩ có khiên, một là Elizabeth và hai là Adquisition. Tengu khi tung tuyệt kỹ thì nó sẽ đánh hai mục tiêu các bạn nhé, theo kiểu hàng dọc luôn. Rồi một phát Omigaru ở bên mình gần như đầy bình mà các bạn nhìn thấy nát luôn. Rồi mất khiên. Chưa đến lượt số 3, chưa đến lượt số 4 nên thành ra là vẫn có khiên thôi. Đây được gì ạ? Elizabeth sẽ tự tạo khiên cho nó à? À, mình sẽ tạo khiên cho võ sĩ ít máu nhất. Và vừa rồi là thằng Instinct là võ sĩ ít máu nhất. Còn nếu như nó ít máu nhất thì nó mới tạo khiên cho nó các bạn ạ. Rồi thật sự mình thấy rất bá đạo con Instinct các bạn. Lục môn nó cào dã man luôn. Magaki hiện nay đang là võ sĩ tank số 1, số 2 hiện nay. Nếu về đơn thể nó thì mình tin rằng Magaki là võ sĩ hiện nay vẫn là vị số 1. Tương lai thì không chắc, nhưng bây giờ vẫn là số 1. Mà các bạn nhìn thấy nó cào một phát bay luôn cả bình luôn, dã man thật. Đây chúng ta xem tiếp quả này nó sẽ như thế nào. Lục môn hai con As và Terry hai và Instinct đều được tung tuyệt kỹ. Vào ai thì chắc cũng chết thôi. Rồi, hơi đáng tiếc nhỉ, nó không lấy chí mạng các bạn ạ. Không thì quả đấy đớm mà giết được người nhé, hoặc là nó chụp vào con gì gần hết máu ấy nhỉ. Thì Terry hay các bạn ấy có nộ luôn. Rồi, mất khiên thôi chứ không mất máu. Đấy là cái hiệu quả mà cái khiên của Elizabeth nó mang lại các bạn ạ. Tức là gần như nó được một lần từ chối từ thần. Đấy. Cứ mỗi lần tung tuyệt kỹ là được một lần từ chối tự thần. Và từ chối cho cái võ sĩ nào hiện nay đang ít máu nhất. Và tất nhiên thường là những cái võ sĩ có cái chỉ số công mạnh nhất. Chỉ số công mạnh nhất đồng nghĩa với việc chỉ số thủ sẽ là yếu nhất. Rồi, một cái nghén chẳng thể làm lên mùa xuân. Terry 2k3 MU đấy bạn cũng đã lục môn rồi nhưng mà không thể nào đọ được 3 con đúng không? Vừa tung tuyệt kỹ rồi không thể tung tuyệt kỹ tiếp. Rồi, đánh thường thôi chắc cũng đã ngỏ của tỏi rồi. Rồi, vẫn còn chấm máu. Cái thời mà Terry lên lục môn Terry 2k3 mới ra mắt đấy các bạn ạ. Là Terry 2k3 có những quả gánh tem được thật đấy. 1 cân 2 cân 3 được đấy. Nhưng mà cái thời đấy nó qua rồi. Thời này là thời của tư chất 15 rồi. Đấy, ngoài ra đội bạn cũng hơi đen, có không nổ được chí mạng. Rồi, bên mình hơn bên đội bạn tới 3 level cơ. Rồi mình sẽ đánh một trận với Mr. Lam bây giờ luôn các bạn nhé. Hy sinh 55 kim cương của anh em nào mua này. Mr. Lam là một đội hình mình xem nhau 1,85 triệu lực chiến, chênh lệch khoảng 150.000 lực chiến. Uy lực chắc chắn là thấp hơn rồi, 380 lực thấp hơn nhiều. Nhưng mà vì đội bạn có ghi đúng không các bạn,
Đấy, đôi bạn là sáng thế hổ nhưng mà kẹp thêm thằng ghi từ chất 15 vào, thành ra nó sẽ hay tạo ra cái đột phá. Thật sự ghi là một con đi với mọi meta luôn các bạn ạ. S60 có người còn chơi siêu lưu kẹp ghi cơ mà. Rất chất chơi người rơi đúng không các anh em? Mukai mời các bạn, nắp ngọc lan vào khá là bá đạo. Lượt thứ nhất đã khống chế được 3 mục tiêu, tất nhiên bên mình giải được 1 mục tiêu thì đội bạn còn khống chế được 2 mục tiêu, khá khó chịu. Có điều đấy cũng không quá quan trọng. Lượt sau thì Instinct rồi là Cà Phẩy và cả Teddy 2K3 đều có độ, và đó sẽ là lượt số 3. Lượt số 3 thì phiên sáng thế bị mất đi rồi. Đấy, đội bạn sẽ không còn tỷ lệ kháng sát thương rơi vào khoảng sấp xỉ 40% nữa. Đây là lúc môn của As các bạn ạ. Mr. Nam các bạn nhìn thấy chơi cũng rất chuẩn chỉ đúng không? Đấy, lên được lục môn còn từ chất 15 là kinh lắm các bạn ạ. Từ chất 14 mình nhận thấy ốc bóng hôm rồi, từ chất 15. Rồi, được số 3 có độ, rất nhiều chị có độ, quá hợp lý các bạn ạ. Đây là kích chí mạng này. Bên bạn cũng có Elizabeth, cũng có những cái lần từ chối từ thần. Rồi, hy vọng là chết được. Hơi đáng tiếc một tí đúng không? Như này thì nó lại hồi sinh mất rồi. Đấy, Mukai mấy đôi bạn là lắp ngọc tanh như các bạn ạ. Chứ lắp ngọc vớ vẩn là quả vừa rồi là chết rồi đấy. Đấy, nhưng mà đôi bạn là lắp ngọc nó hơi xịn. Mukai không hồi sinh à? Lại nhỉ các anh em nhỉ? Hay nó hồi sinh một lần rồi? Không để ý đấy các bạn ạ. Ảo nhỉ? Mình không để ý các bạn ạ. Rồi, Elizabeth thì có khả năng là gây hiệu ứng, là hiệu ứng thôi miên gần giống như con Magaki các bạn nhé. Đấy, có điều thì khi chữa tỉnh vũ khí thì nó sẽ hơi, cái tỷ lệ này nó hơi thấp, nó chỉ có vai trò là phòng thủ thôi, chứ gây hiệu ứng gần như không có. Khi nâng hồi vũ khí lên thì tỷ lệ hiệu ứng nó mới cao. Tuy nhiên vòng 1 này thì vì lý do là vòng 1 là chỉ lấy võ sĩ thôi, lắp vào đội hình cho nó đủ meta thôi, nhưng thành ra là rất ít người lấy luôn hồn vũ khí. Nguyên nhân là do áp lực với con mèo các bạn ạ. Đấy, nếu như mà lấy quá đầy đủ ngay từ vòng 1 thì sẽ bị thọt mèo ở những cái tháng sau. Còn nếu như không lấy ở vòng 1 thì vòng 2 vẫn còn. Thành ra là rất nhiều người chơi là thường thường là để vòng 2 mới bắt đầu là nuôi cho nó thật khỏe lên. Rồi, Elizabeth thì có cùng một cái kiểu tanker giống như là giống như là Kasumi, tức là đánh phản đòn các bạn ạ. Đấy, những võ sĩ nào đánh vào nó thì sẽ bị phản đòn 50%. Rồi, tiếp tục quả này sẽ lục môn. Rồi, trông rất đẹp mặt. Hơi đáng tiếc một chút lần nào cũng châm máu. Đấy, nguyên nhân nó không đẩy chí mạng các bạn ạ. Lấy chí mạng thì đội bạn ra đi rồi đấy. Đây là lục môn của As. Rồi, ok, tất cả đều nhằm vào Cà Phẩy. À, mình số là Teddy 2K3. Teddy 2K3 trong sáng thế hổ thì mình xác lại là yếu tố kế thừa là vô cùng quan trọng. Rồi, As với đội bạn cực dây luôn các bạn ạ. As trong chế độ này mình đánh giá cao hơn rất nhiều cho so với Pekalin Server. Trong Pekalin Server thì As thật sự vô cùng phế. Chỉ khi máu dưới thấp hơn 20% thì nó mới thanh tẩy. Trong này thì mình để ý khoảng dưới 35%, tức là còn 1,3 bình thôi là nó, 1/3 bình thôi là nó thanh tẩy rồi các bạn ạ. Rồi, cú cao vừa rồi là 4,5 triệu đam. Đấy, đấy, top 1 anh em là canh gần như auto top 1 chứ, còn không canh chịu. Công thì đánh 10 trận cũng phải được một trận thắng chứ, đúng không? Đấy, ok, toàn bộ thông nhạc mà đã mình đã check xong. Giá thật vô cùng bất ngờ, mình nói thật chủ hạc là bán với giá, mình đã hỏi chi tiết vì sao bán giá rẻ thế. Ông bảo thôi, nghỉ game mình cũng tâm huyết, ông mình cũng không phải là thật sự với các bạn là thiếu thốn gì về tiền long khi chơi game các bạn ạ. Đấy, à là ngày xưa bên 10 server 60 là VIP 16 các anh em nhé, mua về chơi vui là chính thôi. Đấy, giá bao gồm toàn bộ chi phí cho một arc VIP 12 gần VIP 13 rồi, top 1 server là 3 triệu tròn, một cái giá không tưởng. Bạn nào mua thì liên hệ với mình trong số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả của video.
App thì chỉ chơi được trên hệ điều hành Android.